Nằm trên độc đạo thẳng tiến đến cao nguyên Tây Tạng từ lưu vực Tứ Xuyên, Trung Quốc, Cửu Trại Câu là một thung lũng dài ôm trọn những thác nước đa tầng, hồ nước tráng ương và những đỉnh núi phủ tuyết trắng với độ cao lên đến 4.500m. Ngay từ thời kỳ cổ sinh cách đây khoảng 400 triệu năm, thung lũng Cửu Trại Câu đã nằm dưới nước biển. Lớp vỏ trái đất trải qua sự biến đổi mạnh mẽ và dãy Himalaya nhô lên. Các cơn địa chấn làm sụp đổ vách núi, ăn mòn vôi và tích tụ đá travertin dẫn đến sự hình thành nhiều thác nước đổ và hàng trăm hồ sâu xanh ngắt do nồng độ canxi carbonate cao. Tôi là Saru, Nguyễn Lan Uyên, một travel blogger và tác giả sách tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa có chuyến khám phá Cửu Trại Câu, một huyện tự trị của Trung Quốc, vào tháng 9 vừa qua. Cửu Trại Câu thuộc khu vực địa chấn Song Panganji, trên nhánh đứt gãy mạnh nhất của sự biến đổi địa hình nên vẻ đẹp của nó chứa đựng sự ngoạn mục của hơi thở từ lòng đất. Toàn bộ cây gãy, đổ xuống lòng hồ đều được để y nguyên, không trục vớt. Nước hồ ở đây quanh năm mang màu xanh của mộc lục bảo, từ trên bờ có thể nhìn xuyên thấu cả hệ sinh thái sống động ở độ sâu 30m, nhìn thấy gió ràng rêu và các lớp địa y sinh trưởng trên những thân cây ngang dọc dưới lòng nước. Từ sau vụ động đất năm 2017, Cửu Trại Câu không bán vé lẻ, chỉ bán theo đoàn có chứng nhận của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc. Vé này kèm bảo hiểm và phải đặt trước có khi hàng tháng vì chỉ giới hạn số lượng du khách 50.000 người mỗi ngày, không hơn dù chỉ một người. Cửu Trại Câu là một nơi đặc biệt, được tạo thành từ các trận động đất diễn ra liên tục hàng triệu năm và chính những trận động đất này là một phần của quá trình tái thiết và làm thay đổi địa hình của khu vực. Vì vậy, cho dù bạn đã đến Cửu Trại Câu hay chưa, thì mỗi lần quay lại, khả năng những gì bạn từng nhìn thấy chỉ còn là cảnh quan của quá khứ. Vẻ đẹp đó liên tục được thay đổi, không ngừng. Nơi này cũng xuất hiện trong một số cảnh quay của phim Tây Du Ký và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến Cửu Trại Câu, bạn cần lưu ý điều gì? Sốc độ cao. Một vài điểm ở Cửu Trại Câu lên đến độ cao gần 4.000m nên có thể dẫn đến tình trạng sốc độ cao, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa. Tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ ai, già hay trẻ, yếu hay khỏe. Nếu bạn không phải là người có kinh nghiệm du lịch hoặc kinh nghiệm xử lý tình trạng sốc độ cao, chuyến đi có thể thất bại khi bạn không đủ sức khỏe để thực hiện. Người dân ở đây thường hay sử dụng các loại dược phẩm chế tác từ rhodiola rosé hồng cảnh thiên từ cao nguyên Tây Tạng để đảm bảo đủ lượng oxy trong máu. Nếu là người có bệnh nền hoặc có vấn đề tim mạch, bạn cần thiết phải sử dụng hoạt huyết dưỡng não trước ít nhất 2-3 tuần và mang theo acetazolamide mua ở các hiệu thuốc tại Việt Nam, uống trước và trong khi lên Cửu Trại Câu 2-3 ngày. Xe buýt nội khu, nên sử dụng buýt thường hay VIP. Cửu Trại Câu rất rộng, bạn phải di chuyển bằng xe buýt nội khu để đến các điểm tham quan đẹp nhất. Cửu Trại Câu, một thung lũng tuyệt đẹp ở Tây Tạng, Trung Quốc, là một điểm du lịch thu hút với những thác nước hùng vĩ, hồ nước trong xanh và núi tuyết trắng xóa. Vẻ đẹp của Cửu Trại Câu là kết quả của sự biến đổi địa chất hàng triệu năm, đặc biệt là các trận động đất đã tạo nên những khung cảnh ngoạn mục. Du khách cần lưu ý đến vấn đề sốc độ cao khi du lịch tại đây và nên sử dụng xe buýt nội khu để di chuyển giữa các điểm tham quan.